GLC bay test máy Black Matavis 3 cho anh Thắng nhá. Anh báo là tay điều khiển đang bay thì nó tự động nó sập nguồn ấy. Thì bên em sẽ bay kiểm tra máy. Đã thay tay điều khiển khác rồi đúng không? Vâng, thay tay điều khiển khác rồi. Giờ pin ở trên con máy bay là sắp hết rồi. Về anh nên sạc pin nhé. Đấy, bay bình thường là điều khiển bình thường. Về sạc pin cả tay cầm cả máy bay luôn. Về tay cầm mới. Anh có báo đang bay trên ngắt luôn rồi. Ơ, thôi, cho về đi. À, nó đang return to home rồi. À, pin trên máy bay đang đang hết rồi, nó return to home về luôn. Ok, tay điều khiển hoàn toàn bình thường rồi anh nhá. Đây đây, cho anh mượn cái tay cầm để xem cái nó báo trên tay cầm trạng thái này. Đây, trạng thái báo đây. RX, pin RX là máy bay. RX này, đấy, RX là máy bay, TX là mà tay cầm này. Đấy, thì RX đang gần hết pin do lần trước bay về xong mình chưa sạc thì. Cái này test đã ok rồi cho nên gửi về cho anh luôn. Thế còn đầy pin. Đấy còn đầy pin. Được rồi.